One số 1 về Mac. What's up nha cho anh em, Thùng Chôn đây. Trên tay của mình hiện nay đang là chiếc MacBook Pro Retina 15 inch có Touch Bar đời 2016. Và cái phiên bản mình đang có ở đây đó chính là một cái phiên bản gần như là Mac Option, với cái con chip Intel Core i7 và với xung nhịp Option là 2.9GHz, cùng với bộ nhớ RAM là 16GB, cùng với đó là hai card đồ họa, một card rời AMD 460 có cái dung lượng là 4GB và một card on là Intel HD Iris Pro 530 có cái dung lượng là 1.5GB, và ổ cứng sẽ là SSD có cái dung lượng là 512GB. Và nếu như chiếc máy này có ổ cứng 1T thì nó là Mac Option luôn. Còn về những cái thông số khác như là chip, RAM rồi là card thì đây là cái sản phẩm Mac Option rồi. Và như các bạn cũng biết thì trước đây nếu mà các bạn mua một cái sản phẩm MacBook Pro Retina mà có Touch Bar đời 2016 thì các bạn sẽ phải bỏ ra một cái số tiền tương đối là lớn, lên tới khoảng tầm là 60-70 triệu đồng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì một cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch có Touch Bar đời 2016 thì chúng ta đã có một cái mức giá dễ chịu hơn khá nhiều, đó chỉ là từ khoảng 40 triệu đồng mà thôi. Và đó là cái giá dành cho cái chiếc máy có option cấu hình thấp nhất. Còn ở đây mình đang có một cái chiếc máy như mình vừa giới thiệu, nó là một cái cấu hình khá là cao, nhưng mà cái mức giá so với ngày xưa thì nó cũng dễ chịu hơn khá là nhiều rồi. Và mình đã để lại cái link mua hàng cũng như là cái giá bán của cái sản phẩm này ở bên dưới, thì anh em có thể click vào đó, anh em lựa chọn cho mình một cái sản phẩm MacBook Pro Retina có Touch Bar phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Còn ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay nhanh cũng như là đánh giá một cách hết sức tổng quan về cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch có Touch Bar, để xem là nó có phù hợp với nhu cầu của bạn cũng như là nó có sự khác biệt gì so với lại những cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch của những cái đời trước nhá. Cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về thiết kế. Thì cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch có Touch Bar này nó vẫn hết sức là sang trọng, hết sức là đẳng cấp, bởi vì là cái bộ vỏ của em nó được làm từ một khối kim loại, và so với lại những cái phiên bản MacBook Pro Retina 15 inch thế hệ trước thì nó sẽ có nhiều kim loại hơn. Và đây các bạn có thể thấy là ở cái phần cái bản lề của cái máy của chúng ta, trước đây những cái đời MacBook Pro Retina cũ thì nó sẽ được làm từ nhựa, nhưng lần này ở trên thế hệ mới này thì Apple đã làm cái phần bản lề này hoàn toàn bằng kim loại và nó đính liền luôn với lại cái phần màn hình. Và cái điều này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác là chắc chắn, cũng như là cái bản lề này nó sẽ bền hơn so với lại cái bản lề bằng nhựa của cái thế hệ MacBook Pro Retina cũ. Và một cái điểm nữa mà các bạn khi mà trên tay cái sản phẩm này thì các bạn cũng sẽ thấy thích hơn so với lại đời cũ, đó chính là chúng ta sẽ có một cái thiết bị nó nhỏ gọn hơn, mỏng hơn và nhẹ hơn. Tại sao Apple lại làm được điều này? Bởi vì nó đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là cái phần màn hình này của cái thế hệ MacBook Pro Retina 15 inch phiên bản 2016 có Touch Bar thì nó đã được Apple làm mỏng hơn. Để làm được điều đó thì Apple đã làm cái tấm nền nó cực kỳ mỏng, và họ đã cắt giảm cái logo táo sáng ở đây, thay vào đó sẽ làm một cái logo táo khuyết và nó kiểu mạ chrome khá là đẹp ở đây. Tất nhiên là sẽ có một vài bạn sẽ thích cái logo táo sáng ở trên những cái thiết bị MacBook Pro Retina cũ. Tuy nhiên để đánh đổi lấy một cái phần màn hình nó mỏng hơn thì mình nghĩ đây là một cái điều hết sức là chấp nhận được. Ngoài ra thì ở cái màn hình này chúng ta cũng có một cái độ sáng cao hơn so với phiên bản cũ, đó chính là lên tới là 500 nit, giúp chúng ta có thể làm việc ở ngoài trời nắng vô cùng dễ dàng. Chưa kể đến việc khi mà các bạn mở ra, các bạn nhìn này, cái viền màn hình của cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch Touch Bar năm 2016 nó mỏng hơn khá là nhiều so với lại phiên bản cũ, cũng như là chúng ta sẽ có thêm một cái dòng chữ là MacBook Pro ở dưới cái phần màn hình này. Ngoài ra cái độ mỏng của cái sản phẩm này còn đến từ việc là Apple đã đánh đổi một thứ nữa, đó chính là các cái cổng kết nối. Ở hai cạnh bên của chúng ta bây giờ nó sẽ có là 4 cổng USB Type-C, cùng với đó sẽ là một cái rách cắm tai nghe 3.5mm. Như vậy các bạn có thể thấy là Apple bỏ tương đối là nhiều cổng kết nối, bao gồm có là đầu đọc thẻ nhớ này, rồi là cổng HDMI, rồi là USB-A, cũng như là cái cổng sạc MagSafe 2. Và tất cả những cái cổng đó thì đều được tích hợp vào tất cả là 4 cái cổng USB Type-C ở đây. Có nghĩa là các bạn có thể là sạc với 4 cổng USB Type-C này, các bạn có thể xuất tín hiệu hình ảnh qua 4 cái cổng USB Type-C này, cũng như là 4 cái cổng USB Type-C này đều sở hữu cái giao thức Thunderbolt rất là nhanh. Như vậy là nếu mà các bạn muốn xài những cái cổng kết nối cũ thì các bạn sẽ phải mua một cái adapter chuyển đổi. Và có thể nói là với cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch có Touch Bar này thì Apple đang muốn hướng một cái gì đó nó tương lai hơn, và tương lai chính là một cổng kết nối cho tất cả. Và khi mà các bạn nhìn vào cái phần này thì các bạn thấy một cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Cái đầu tiên mà các bạn sẽ choáng ngợp nhất đó chính là về cái trackpad của chúng ta.
nó rất là lớn và nó rất là khủng. Và có thể nói đây chính là một trong những cái sản phẩm có trackpad lớn nhất ở trên thị trường. Cái trackpad lớn như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái không gian làm việc là cực kỳ thoải mái. Chưa kể đến việc là cái trackpad này nó cũng hỗ trợ cái công nghệ cảm ứng lực Fortouch. Chính vậy chúng ta có thể click ở bất kỳ một cái điểm nào ở trên cái trackpad này và nó vô cùng tuyệt vời. Chúng ta vẫn sẽ có những cái thao tác cử chỉ đa điểm. Và sử dụng cái trackpad của MacBook thì không khác gì so với việc chúng ta đang xài một cái thiết bị iPhone, iPad và chúng ta trò trọt lên màn hình cảm ứng. Điểm thứ hai mà các bạn chắc hẳn sẽ ấn tượng đó chính là cái giải loa của chúng ta. Nếu mà so sánh với lại những cái chiếc MacBook Pro Retina 15 inch cũ thì giờ đây cái giải loa của chúng ta trông nó đã hầm hố hơn và nó nhiều lỗ hơn. Tất nhiên là Apple không chỉ làm nhiều lỗ để cho nó đẹp. Và cái loa ở trên cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch mới có Touch Bar này thì cái công suất của nó cũng lớn hơn, cũng như là chúng ta sẽ nghe được nhiều bass hơn. Đối với lại cá nhân mình thì đây chính là cái sản phẩm laptop có loa ngoài hay nhất ở thời điểm hiện tại. Mình chưa trải nghiệm bất kỳ một cái sản phẩm laptop nào có loa ngoài ấn tượng như cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch có Touch Bar này. Cái phần bàn phím này của chúng ta đó chính là cái bàn phím công nghệ Butterfly 2. Và khi mà mình nói đến cái phần này thì chắc hẳn là các bạn cũng đã rất là quen thuộc với một cái mẫu MacBook khác, đó chính là MacBook 12 inch. Nó cũng sử dụng cái bàn phím Butterfly, nhưng mà cái sản phẩm MacBook Pro này thì cái bàn phím của nó có cái độ nảy là tốt hơn, cũng như là cái cảm giác gõ là nó tốt hơn so với lại cái sản phẩm MacBook 12 inch. Tuy nhiên nếu mà các bạn nào mà đang sử dụng bàn phím cơ, khi mà các bạn chuyển qua cái bàn phím này thì các bạn sẽ thấy hơi thất vọng một chút, bởi vì là cái hành trình phím của nó khá là ngắn. Tuy nhiên nếu mà bạn nào mà đánh văn bản ấy, thì cái bàn phím này đánh văn bản là sướng hơn, bởi vì là chúng ta sẽ cần ít lực hơn, cũng như là cái độ phản hồi cũng như là cái độ nảy của nó là rất là tốt. Chính vậy là nó sẽ phù hợp với lại những cái bạn nào mà là dân designer hoặc là những cái bạn nào làm văn phòng thì cái bàn phím này phục vụ rất là tốt. Ngoài ra còn một cái điểm có thể nói là nâng cấp đáng giá nhất của cái sản phẩm này, đó chính là cái giải Touch Bar ở đây. Cái giải Touch Bar này thì nó sẽ tương thích rất là cao với lại các ứng dụng chạy ở trên Mac OS. Nó sẽ thay đổi tùy vào cái ứng dụng mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như mình sử dụng Photoshop hay là sử dụng Premiere thì nó sẽ thay đổi các phím chức năng theo những cái phần mềm mà mình đang sử dụng, rất là tiện lợi. Có thể là cái trải nghiệm về Touch Bar thì mình sẽ dành riêng ra một video để mình chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm đó. Ngoài ra một cái điểm nâng cấp về mặt phần cứng nữa, đó chính là chúng ta sẽ được trang bị cảm biến vân tay. Và cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch chính là một trong những cái sản phẩm laptop đầu tiên được trang bị cảm biến vân tay Touch ID, và cái tốc độ nhận diện của nó là nhanh tương đương với lại các bạn sử dụng ở trên những cái thiết bị iPhone 8 hay là iPhone X. Và như ở lúc đầu video thì mình có chia sẻ với các bạn là cái cấu hình của cái sản phẩm này đó chính là Intel Core i7 có xung nhịp là 2.9GHz cùng với RAM là 16GB, cũng như là hai card đồ họa. Với cái cấu hình này thì các bạn hoàn toàn có thể làm đồ họa, làm 3D, làm 2D, dựng phim, nói chung là tất cả các nhu cầu về đồ họa thì cái chiếc máy này đều đáp ứng được cho các bạn rất là tốt. Và đến đây thì các bạn sẽ hỏi thêm mình một điều, đó chính là với cái cấu hình này thì cái chiếc MacBook này có cài Win cũng như là có chơi được LOL hay là những cái tựa game ở bên Windows không? Thì mình xin trả lời là có chơi được các bạn nhá. Nó sẽ chơi game như thế nào thì mình cũng sẽ dành một cái video khác để chia sẻ sâu hơn với các bạn. Nói chung về cái phân khúc mức giá của cái sản phẩm MacBook Pro Retina 15 inch này thì nó là cao, nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ. Đó chính là một cái sản phẩm chạy Mac OS có thiết kế cực kỳ sang trọng và đẳng cấp, và hỗ trợ cho các bạn làm đồ họa cũng như là có một cái khả năng giải trí là cực kỳ đỉnh cao, mà khó có một cái sản phẩm laptop nào có thể đáp ứng được cho các bạn điều đó. Và trên đây là cái video trên tay cũng như là đánh giá nhanh cho các bạn về cái sản phẩm MacBook Pro Retina có Touch Bar 15 inch phiên bản 2016. Các bạn muốn mua cái sản phẩm nào có option cấu hình như thế nào thì mình đều đã để link mua hàng ở dưới bên dưới rồi, và anh em cứ nhấp vào link giúp mình nhé. Và nếu còn cái thắc mắc gì thì đừng quên để lại một comment ở dưới bên dưới nhé. Nếu thấy video hay và bổ ích cũng đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.